Ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Mai Sơn đã tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến rút kinh nghiệm vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thế Trung bị truy tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, điều 178, Bộ luật hình sự. Phiên tòa được tổ chức công khai, trực tiếp có kết nối trực tuyến với điểm cầu nhà tạm giữ công an huyện Mai Sơn và 12 điểm cầu Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Sơn La. Theo cáo trạng, ngày 11 tháng 2 năm 2024, tại nhà ở Lương Thị Hồng Nhung thuộc tiểu khu 13 thị trấn Hát Lót, Vũ Thế Trung đã có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của Lương Thị Hồng Nhung là vợ của Vũ Thế Trung đã ly hôn. Tổng giá trị tài sản qua định giá là 3 triệu 120 nghìn đồng. Hành vi của Vũ Thế Trung đã phạm vào tội cố ý làm hư hỏng tài sản Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về việc đã làm. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo đã khắc phục bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thế Trung 24 tháng cải tạo không giam giữ vì tội cố ý làm hư hỏng tài sản ngay sau khi kết thúc phiên tòa tòa án nhân dân huyện mai sơn tổ chức rút kinh nghiệm qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng nghiệp vụ của thẩm phán thư ký kiểm sát viên tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng chất lượng xét xử trong thời gian tới đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới